Quảng Nam, choáng với cây nấm 70kg, trả giá 60 triệu chưa bán. Một người dân ở Quảng Nam, đang sở hữu cây nấm chó khủng, nặng gần 70kg. Cây nấm đã được trả giá, khoảng 60 triệu đồng, nhưng chủ nhân vẫn chưa bán. Ngày 6 tháng 5, anh Lương Tấn Oanh, sinh tháng 5 năm 1982, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thông tin, anh hiện đang sở hữu cây nấm chó lớn nhất trước đến nay, mua từ một người dân địa phương. Vào chiều ngày 3 tháng 5, một nhóm người dân đi làm về, thì phát hiện trên thân cây trỏ, đã chết khô ở khu vực rừng Trường Sơn, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, có một cây nấm rất lớn. Họ cùng nhau trèo lên hái, và đưa cây nấm trỏ khủng ra khỏi rừng. Anh Oanh cũng cho biết thêm, cây nấm trỏ nặng, gần 70kg. Và đã có một số người đến trả giá, khoảng 60 triệu đồng, nhưng anh vẫn chưa bán. Nấm trỏ hay còn được gọi nấm chân voi, nấm linh chi chân voi. Nấm trỏ khi mới hình thành, có hình giống như hình bàn chân con voi. Chính vì thế, mà nấm có tên là nấm chân voi. Nhưng trọng lượng nấm trong khoảng 1 đến 3kg là giống nấm linh chi. Khi lớn nấm xuề ra, thì không giống nữa. Bên trong cây nấm là những sợi chắc rắn. Còn bên ngoài có một lớp nhung, dày khoảng 1,5cm. Đây là một trong những bộ phận tốt nhất của cây nấm. Nấm trỏ sống trong tự nhiên, và sống lâu năm, trên những thân cây đã chết như cây trỏ. Theo quan niệm dân gian, nấm càng sống lâu năm thì chất lượng của nấm càng tốt. Nấm được sử dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung nhiễu, tăng sức đề kháng của cơ thể, bồi bổ sức khỏe cơ thể con người. Những cây nấm nặng trên 5kg thì thường sống được trên 10 năm. Cây nấm nặng hơn thì càng sống lâu năm. Người dân vùng núi Quảng Nam thường leo lên cây gỗ trỏ cổ thụ, cao vài chục mét, hái nấm ký sinh ở thân cây, mang về bán thu tiền triệu.